Rồi Vinh mến chào quý cô chú anh chị, thì bữa nay đi lại chỗ của chị Nhi với anh Kiệt nữa nha. Thấy chị Nhi là đang làm gì nè? Làm gì chị Nhi? Ui đồ quá. Đồ người ta cho Gì hả? tôm nè, Wow. người ta cho Ồ, cho nhiều vậy? cá nè, Cá rô phi hen. rồi ếch nè. Ớt nè, Ở thịt nữa kìa, mỡ. Mỡ da heo á, Ta cho luôn hả? cho luôn. Ô đã ta. Rồi mấy cái này nữa chị Nhi, cái này là gì đây? Khóm. Khóm hả? Đây là cái này là người ta cho hết hen. Ôi Tiền nào mua. ôi. Dạ bữa nay là chị Nhi đi xin là người ta cho đó ha. Bữa nay đi xin đâu chị Nhi? Xà lắm. Xa là ở đâu là mình nói thử coi. Cái Tân Phước á, Tân Phước hả? Tân Phước ra là bên dòng bên Long dòng An. dòng ở đúng rồi, đi về khu vực Long An á. Ôi rồi đi xin là đi với ai, đi với anh Kiệt hay gì? Đúng rồi, ông chở mà tôi thế mà. Gọi anh Kiệt có vô xin không? Ông xin đúng rồi, ông xin coi ai đi xe không, mà nhớ đi xe phải ôm con của ông. Đi xin ở chỗ xa vậy đó, rồi mình có đủ tiền xăng không? Không, ít tiền xăng rồi, hết tiền xăng rồi. Xin người ta cho đồ được nhiêu đây, rồi với lại người ta cho thêm được nhiêu nữa chị Nhi? Tiền á hả? Tiền thì nói chung mua này mua nọ cũng hết rồi, mua đồ nêm đồ nếm rồi thì chưa có đủ nữa. Tức là mình đi xin chỗ xa như vậy là nó người ta cho nhiều hơn không? Cho thì cho nói chung là ở đâu cũng vậy chứ, tại vì mình muốn đi chỗ này chỗ nọ. Cái thứ nhất là để cho biết cái chỗ đó hen. Với lại là lại chủ lạ là người ta cũng sẽ là cho mình nhiều hơn hen. Trời ơi gùi quá trời gùi luôn. Ở đây gùi lắm. Cái gì mới sửa xe nữa kìa, là bị gì sửa? nó gãy bánh cơ nó gãy câm Gãy câm hả? với bể bánh Trời xe ơi câm mà nó rời đùm là mệt mỏi nghe anh, nghe anh thì đó chân luôn á. Sao gãy dữ vậy? Ông Trời, chạy. đang chạy mà tôi nó quơ 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 cho Thôi nó rồi, gò gò thôi kệ đi. Châm hả cũng rẻ mà. Thì gò thay có đi mấy để chục ngàn chứ gì. chạy cho nó an toàn. Chạy đi đâu kiếm ai chạy dữ mà tới gãy cả. Đang trở về đó. Trời ơi, nhớ né ổ gà nghe nghe không? Trở về đó rồi tới vậy đó. Ôi ơi. Rồi những cái món này là chị Nhi mình định là làm gì ăn đây? Là Cái đồ. kho tàu với cái chiên với cái xào 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 dẹm, Cái nào xào dẹm đâu? khóm xào dẹm, Khóm xào dẹm nè, rồi tôm mình định làm cái gì? kho kho tàu, Kho tàu hả? Rồi mỡ đó là mình thắng hả? mình thắng ra Còn cá rô phi. cái gù phi kho với chiên. Ôi quá trời gùi rồi, cái này mình nấu đồ ăn này kia là nhớ Đậy nắp. đậy nắp nghe, còn không lấy bọc nghe. Thấy cái bọc trong đó là đậy cái chảo đó lại là thấy ok đó. Không có nắp thì mình tận dụng đi. Trời ơi, đi giờ sớm mà ta đưa tươi lắm. Đi về coi nào. Đi chợ xa. Cách ở đây là mấy tiếng? Trời ơi, nghỉ đây đi từ đây đó là 20 mấy cây số. Hai mấy cây ha. Cũng chịu cực ha, đi xin mà đi những chỗ xa xa không hen. Cũng có nhờ vài người ta ban phước cho. Xuống dưới chị Nhi chỗ đó là chị Nhi xuống mấy lần rồi? Vài lần rồi. Vài lần hả? Rồi ở dưới bà con này kia người ta có biết Thương chị Nhi lắm. nhiều không? Thương lắm. Biết nhiều lắm hen. Thương lắm. Rồi ơi. Có gì đâu trời. Rồi chị Nhi đi xuống dưới này kia là có gặp như những cái ánh mắt gì giống đực hởm không? Không. Xuống dưới là bà con người ta thương chị Nhi nhiều hơn hen. Người ta đồng cảm, người ta cho đồ ăn, người ta còn lựa đồ ăn ngon là tôm này đâu phải dạng rẻ tiền đâu. Ở lúc người ta đem rau là còn tươi xanh nè, mà tại vì mình về đường xa á. Rồi đi xuống dưới rồi bà con người ta có lại nói chuyện với chị Nhi gì, nói gì không? Đây nè, còn nữa nè. Không Đâu rồi? đâu đâu bữa nay thì chị Nhi show hết rồi, dưới bà con ở dưới ta Tăng Hưng phải không? Tăng Hưng cho chị Nhi cái gì?
bánh nè, để gọn gọn lên gỗ. Rồi cái này là cái gì bánh ướt heo quay à. Đó, một hộp phải không? Ừ. Rồi còn nữa đâu rồi, mất cái chỗ rồi. Nữa lấy đũa khác để gọn lên, đừng để dưới, để gọn lên, đúng rồi, phải để trên một cái bọc bất kỳ gì mới được để cho nó sạch. Có trái xài nữa kìa. Ừ. Ồ. Xài này ăn là không hết. Ừ. Đem về nữa. Rồi lấy cái bịch bánh để vô đó, máng lên lại đi chị Nhi. Ừ, máng lên lại đi, đừng để dưới ấy nó dơ. Còn ông Kiệt đi xuống dưới là có được chạy cuốc nào không? Ừ. Đó nữa đó hả? Ồ, trời ơi, cơm đùi gà kìa. Ồ, cơm chiên hen. Cơm chiên gà. Cơm chiên đùi gà nè. Có gì nữa? À, bánh tét hả? Ừ. Ồ. Nước tương nước mắm thôi, để vô bọc đi, tự lôi ra thảy đi ra ngoài này dơ. Đổ ra hết rồi, lại đi đường xăng nó dằn á. À, nó dằn hả? Ừ. Rồi đi ống lụm hai ống sắt gì làm gì vậy? Bán cho trai. Dạ, tưởng đâu gì để ngừ cầm cục thi thố quăng qua quăng lại chứ. Nhắm mục tiêu này kia đó phải không? Chú mình nghe tới khúc đó phái. Cừ. Rồi cà rốt đó mình làm gì chị Nhi? Ôi gớt hết trơn kìa. Sao? Đó chị Nhi là bữa nay nè, ngồi lên ghế nè, cái ghế hôm nay là thấy mới được tận dụng rồi hen. Đây sắp tới là phải ngồi trên ghế gì nghe chị Nhi. Ừ. À, chứ đừng ngồi dưới đất nữa. À, mình à, cái cuộc sống của chị Nhi nè. Ờ, cái ghế rồi, phải ngồi ghế chứ sao. Ờ, cái cuộc sống của chị Nhi nè là bà con người ta khuyên chị Nhi làm gì mình cố gắng mình làm theo nha. Ồ, nem nướng luôn kìa. Hay chị Nhi, mình cố gắng mình làm theo nha, để bà con cũng muốn là tốt cho chị Nhi hoàn thiện thôi. Nó đi chợ xin này kia người ta cho quá trời đồ luôn. Ở dưới đó người ta thương lắm. Ừ. Người ta cho đồ ăn cũng nhiều. Ừ. Sao mà chị Nhi không đi ra cái chỗ gần ở đây nè, mấy chợ ở đây nè, gần để mình cho tiện mà đi xa thế. Nói chung ra thì thích đi rồi, thêm một câu chuyện nữa thì người ta nói sao mình làm cái gian vậy. Ừ. Người ta thích cà khịa thì mình cà khịa luôn. Vui mà. Dạo mà có tiền chăn đổ mà. Thôi mình nói gì kỳ lắm không có được. Thì cũng như cái công việc mà thì chị Nhi mà đi như chị cảm thấy ở đây mình. Ê, mình mô Phật ơi, đi luôn đi. Cũng như mà chị Nhi thấy ở đây là mình sinh hoài là cảm thấy là nó kỳ, người ta với người ta không có cho nhiều hả? Không phải, người ta cũng vẫn cho nhưng mà thấy kỳ lắm em ơi. À. Con người ta nó chưa nuôi hết nữa, ngày nào ta cũng nuôi mình chứ. À. Phải không? Ừ, như mắc nợ bà vậy á. Dưới đây người ta cho ở Hồng Ngự này, người ta cho đồ ăn cũng ngon lắm. Rồi cá mà cá lóc bông á, bự chị luôn cho mà tôm càng á. Em hỏi cái người quay của chị ơi, cái người mà quay chị á, để tôi đang quay bà nè. Sao bảo mày tôi là không có nói được. Ừ. Còn cái người mà quay chị hồi năm ngoái á, hỏi đi, tôm càng nè, cua biển nè, ghê hả, cá lóc bông nè, heo thì đùi nè, còn thịt bò thì cả ký rưỡi nè. Ta thương cỡ đó ha, ta cho dĩ nữa ha. Giết hết. Giết mà thằng quay nó quay, giết mà nó bị nó bị cà khịa quá trời nó nghỉ quay luôn. Hay là ức chế quá cho bà không cho ổng. Ngưng quay luôn. Nó chỉ nghèo mà ngầm người ta không biết nên nó nghèo mà ăn sang. Ăn toàn là đồ dữ đồ mà. Đồ tốt được không hen. Nhưng mà người ta đâu có hiểu biết là mình được người ta cho đâu. Ai bán gì cho đó đâu. Giống như em đang quay chị cái điện thoại đàng hồi em cho cái điện thoại sai rồi, tôi quay bằng GoPro. GoPro à? Kệ, nhận luôn. Có bóp rồi lấy không? Hả? Có bóp nè, lấy đi bóp luôn đi. Mà còn đồ gì không? Chào trời. Cậu ngồi chú ơi. Thôi, cha con nhịn nhau. Giặt đồ đi.
giặt đồ đi, giặt đồ đi, mặt căng thế. Chú Minh mới ngồi xí mà ông chọi bỏ luôn bây giờ. Nó hư rồi ông ơi, nãy tôi cầm lên không là nó đã rung rinh rồi. Bớt đổ thừa ông già đi ông ơi. Thì đó rồi, hồi làm lại hết rung đúng rồi. Ừ. Thì chút xíu đi ông ngồi cho nó hư luôn đi rồi ông lên đóng lại có gì đâu mà. Chào đầu cái mới. Ừ. Vậy? Để nó đi hồi tôi giặt. Vậy trời giặt đồ cho chị Nhi không mà la làng với trời. Thấy nãy giờ ông la hoài vô giặt đồ rồi luôn á. Ừ. Sao có muốn đi đường quyền hay gì lên đây tôi quay clip đi đường quyền cái coi. Đó, nào giờ chưa ai mà ví dụ mà đường quyền này ha. Ừ. Có ai đâu dám quay khúc đó. Mày dám quay. Quay đăng lên không có được. Ổng là thường xuyên đi đường quyền chị Nhi không? Mỹ Nhi nói nay nó hết rồi. Có. À, xương xương à, khoảng bao nhiêu ngày mới điền lần? Trong khi ngày nó không đi. Trời ơi. Rồi mình có gọi là phản ứng đi đường quyền ngược lại không? Nghĩ đứng không xong nó đi lại. Bởi có cái cây to đó. À, thôi thấy nhịn ăn gì hả? Đúng rồi. Đó, cái gì cũng phải nhịn thôi. Để nó mới im. Chứ mà hai người mà không ai nhịn hết thì cái chòi này à, banh luôn. Giỏi nó rất là sáng cả hôm nay. Ừ. Ngày hôm nay là nó sáng đặc nhất. Ừ. Tôi ngược trong giờ. Là thấy cái đợt này là gì là anh Kiệt này kia là bớt đi đường quyền chưa? Chưa. Hả? Chưa. Vẫn chưa đó hả? Tính ra lòng này đâu có thay đổi gì đâu trời. Thấy bà Nhi. Giang Sơn dễ đổi bằng tính khó giờ nè. Ừ. Tại tôi bay không à? Ờ vậy có nước là phải đào ổng lên đúng không? Tại đem ổng đi đặt chỗ khác. Tại tôi bay không à? Tại vì tại chứ ông làm gì mà ai mà không dám mà ai mà dám à... Không mà thôi đi. Bây giờ thì như cái mày thấy cái cũ gì không? Tại cũng như là cái số phận của bà thôi. Bà phải chịu. Chứ không có đổi thừa ai được đúng không? Tụi tôi đã mà cố gắng rồi chứ. Ơi. Ơi. Rồi xong rồi. Chứ dồn hết ông Kiệt bây giờ là đang nổi nóng rồi nha. Anh Kiệt đang giặt đồ mà rất là bức xúc. Quăng hết một cái áo đi rồi. Gì bình tĩnh anh Kiệt ơi. Bước lên đi. Bước lên. Giặt đồ của mấy người đây, còn đồ của tôi để đó. Xe để mua xe tàu lao. Rồi. Bay nữa nè. Đúng mà mua đồ cho tao à. Trời hết rồi. Đồ của tao à. Trời hết rồi lấy cái gì mặc anh Kiệt. Đúng bộ đồ đó biết bao nhiêu tiền không? Rồi trôi. Đồ con tốt. Tao bữa nay tở với mày nữa mới sợ á. Thôi nhịn đi, một người một tiếng đi, kỳ mày vậy. Không mày không ai lỗi chứ. Bộ đồ đó biết bao nhiêu tiền không? Tiền 200 ngàn của tao đó. Ê, thôi. Có người mà chuồng ở chơi rồi. À mày. Tao đâu có mướn mày giặt đồ đâu. Thôi đi. Đồ tao giặt được mà tại mày lại lạng lên đó. Bà này im đi. Người nhịn tiếng đi trời. Vì sùm, không nhịn chút xíu không còn bộ đồ mặc đó trời ơi. Thôi anh Kiệt giặt đồ anh Kiệt thôi, để đồ bà Nhi lại tự mới giặt đi. Đừng có cự lộn chợ ở mấy sông mà cuộc sống nó đã vậy rồi mà còn đi cự lộn nữa kìa. Thôi đi. À, dùng đã đặn heo rồi mò. Nó bà lại đặn mò. Nó đã vòng vòng chạy đi mò lại hả? Thì u lạ trời kìa. Okay. Đó. Má, nó chìm hết mấy cái luôn rồi kìa. Bộ đồ của con mua mấy trăm ngàn. Cái gì bộ đồ, đồ bộ mà mấy trăm ngàn dưới bà. Bộ đồ ấy đó là 200 mấy ấy đó. À, không, tiền ăn tao mua rẻ thôi, mua chi mắc dữ vậy. Mua lúc Tết đó.
À, mua nó mặt Tết đó hen. Trời ơi nữa. Chứ phần tao nói hơi bị khống chút cho nó đi lụm á. Chị bợ, nhìn ăn vậy đi, lỡ ông chịu không nổi ông nhảy lên đây rồi sao? Người lúc đó lúc đó là tôi chạy luôn á. Cho hai chồng mà tự xử với ai đâu dám. Vì nhịn đi chứ. Sao nhịn nó nhiều lắm à. Đã nói ông Kiệt đã ông đang có vấn đề vì cái ở trên đó đó. Tâm lý hả? Cái vấn đề nằm ở trên này nè. Ừ. Ông nói gì cài ông đi thì. Ủa tao chịu hết nói rồi mẹ. Đã cái biệt danh của ông là Kiệt Ngáo mà nói ngộ vậy. Kiệt Ngáo mới đây thôi. Ừ. Lúc mà nó như vậy là có thằng nào đặt tên Kiệt Ngáo tao biết mà. Ừ. Biệt danh ông Kiệt Ngáo mà. Ngáo đó là ngáo gì luôn tao biết. Không biết lụm được chưa không biết. Rồi gâu công nhận thì ông chọi đá luôn, như nãy ông chọi ba cái à. Để mẹ. Ba cái này ngồi chắc đi ông dí theo ông kiếm lại, không biết nãy thấy nó xuống rồi đó. Phải. Có bức xúc đồ đạc này kia mình không có mặt mà tự nhiên con, làm con, kỳ. Con người nó làm vậy đó em ơi. Con người mà nó không biết quý trọng của cải thì tao nói 10 lần mà cho 10 lần cũng không có ai giúp nữa đâu. Bà cứ đi theo bà khích ông hoài vậy. Ủa tao khích cái vậy? Khích đòi đi hoài đấy nữa, các ông đòi như bữa hổm rồi mệt nữa đó. Tao người thấy ở gì chịu nói không? Như mày mày chịu nói không? Tôi... Hôm qua mày hỏi ổng rồi. Hỏi bà lễ đây nè. Nó đi đường quyền tao ha giọng hức. Tao nói thì tao sợ cha tao nói được. Nhưng mà thôi. Ừ. Là có lại xuống. Nói vụ đi đường quyền đó mày hiểu à. Ừ. Thôi vậy đi để tôi đi coi ổng thử ổng đi tới đâu rồi ổng lụm được chưa. Ừ.